thuê pin hay mua pin đi kèm đối với xe điện VinFast là câu hỏi luôn được người tiêu dùng quan tâm nhất khi lần đầu sử dụng loại phương tiện này. Với những ưu điểm như giảm giá thành xe, thời gian bảo hành dài và chính sách hậu mãi tốt, thì thuê pin là lựa chọn độc đáo và duy nhất trên thị trường hiện nay được VinFast áp dụng để khách hàng trải nghiệm xe điện với giá cả phải chăng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn mua luôn viên pin trên xe, thì chi phí sử dụng của một chiếc VF8 trên mỗi km có thể lại chỉ ngang với một chiếc Honda SH và thảnh thơi tài chính hàng tháng hơn khi không phải thanh toán những chi phí phụ khác so với thuê pin. Đó chính là lý do tại sao rất nhiều người vẫn còn băn khoăn là có nên mua xe điện khi đứng trước lựa chọn thuê hay mua pin đi kèm. Thế nhưng giờ đây, sau khi VinFast tung ra chính sách cho thuê pin mới đối với các sản phẩm xe máy điện và ô tô điện của hãng, thì câu trả lời đã trở nên rõ ràng hơn đối với từng mục đích sử dụng. Và trong câu chuyện ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi trả lời câu hỏi nên thuê pin hay mua pin đối với xe điện VinFast. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Autotop VN. Ở trong số trước, chúng tôi đã lý giải nguyên nhân tại sao người dùng sử dụng xe điện VinFast lại không có ý định còn muốn quay trở lại xe xăng nữa, bao gồm 5 lý do như xe tốt hơn, thông minh hơn, giá lăn bánh rẻ hơn, chi phí năng lượng trên mỗi km rẻ hơn, thời gian bảo hành dài hơn và chính sách hậu mãi tốt hơn. Nếu các bạn chưa theo dõi video này thì chúng tôi đã để lại link ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nói về sự so sánh giữa việc thuê pin hay mua pin xe điện VinFast. Đầu tiên cần phải nói rằng, xe điện, dù của VinFast hay bất kỳ hãng xe nào trên thị trường đều có giá thành cao hơn so với xe động cơ đốt trong. Bởi xe sở hữu rất nhiều tính năng công nghệ hỗ trợ người lái, khả năng vận hành mạnh mẽ và chi phí sử dụng thấp hơn rất nhiều. Việc sở hữu xe điện gần như là một phương thức đầu tư một lần cho trải nghiệm lâu dài. Nhưng riêng đối với xe điện VinFast thì đó lại là câu chuyện khác. Đối với người sử dụng xe điện VinFast, chi phí sử dụng kể cả mua xe hay thuê pin đều không phải là điều đáng bận tâm nữa khi bạn là người tiên phong sử dụng xe của hãng. Lấy ví dụ với mẫu VinFast VF8 vào thời điểm mới ra mắt, được đi kèm rất nhiều ưu đãi, bao gồm tặng voucher trị giá 150 triệu ngay khi đặt cọc, áp dụng thêm voucher Vinhome nếu có và được giảm 100% lệ phí trước bạ theo quy định của chính phủ, khiến giá xe lăn bánh thấp nhất chỉ vào khoảng 765 đến 780 triệu đồng. Trong khi đó, giá niêm yết của xe VF8 bản Eco là 1 tỷ 057 triệu 100 ngàn đồng và 1 tỷ 237 triệu 500 ngàn đồng cho bản Plus. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm tới hàng trăm triệu đồng khi mua xe. Đặc biệt, chi phí thuê pin với khách hàng tiền phong được áp dụng cố định không bị thay đổi theo chính sách của hãng, bao gồm gói pin linh hoạt 990 ngàn đồng giới hạn 500 km mỗi tháng, qua số km tính 1.980 đồng trên 1 km. Còn gói pin cố định không giới hạn số km là 2 189 ngàn đồng trên 1 tháng. Nếu quy đổi ra chi phí trên mỗi km sẽ dao động từ 1.500 cho đến 1.700 đồng trên 1 km, chỉ ngang ngửa một số mẫu xe hạng B sử dụng động cơ 1.5 lít trên thị trường và rất tiết kiệm. Các ưu đãi thuê pin và giá bán này cũng được áp dụng đối với các mẫu xe khác như VF34 và VF9, nhưng chi phí sẽ thay đổi khác hơn, nhưng được ưu đãi thêm 1 năm miễn phí sạc xe và gửi xe tại Vinhome, Vincom. Còn lại, các chế độ bảo hành và hậu mãi đều giữ nguyên. Ngay cả đối với xe máy điện thì VinFast cũng đang áp dụng chính sách thuê pin tiên phong, bao gồm gói linh hoạt giới hạn 500 km có giá 189.000 đồng trên 1 tháng, hoặc cố định không giới hạn số km có giá 350.000 đồng trên 1 tháng và miễn phí 1 năm đầu thuê pin. Dù vậy, khách hàng tiên phong cũng sẽ đánh đổi với một số vấn đề vào lúc sơ khởi của xe điện Việt Nam, như hạ tầng chạm sạc bị giới hạn tại một số nơi, xe vẫn có những lỗi phần mềm gây khó chịu. Nhưng so với người mua sau thì số tiền tiết kiệm được là những giá trị mà ít người để ý. Và sau khi dừng chính sách voucher thì VinFast cũng đã tăng giá thuê pin khiến người dùng càng khó lựa chọn hơn. Cụ thể, chi phí thuê pin mới của VF8 là 4,95 triệu đồng trên 1 tháng, VF9 là 6,49 triệu đồng trên 1 tháng. Khách hàng sẽ không bị giới hạn, không bị tính thêm phí dù đi bao nhiêu km. Chi phí này được đánh giá là cao hơn so với trước đây. Chưa kể là giá xe cũng không được áp dụng voucher khuyến mãi nữa, khiến người mua càng đắn đo hơn. Hay như mẫu VF34 chỉ còn gói thuê pin 1 triệu 900 ngàn đồng trên 1 tháng, giới hạn 1.500 km. So với người tiên phong thì chi phí trên mỗi km của người mua sau đã tăng nhẹ nhưng giá bán thì không được giảm nhiều. Tuy nhiên, sau khi áp dụng chính sách thuê pin mới thì người dùng đã có câu trả lời của riêng mình. Cụ thể, VinFast đã thay đổi cách tính thuê pin như sau.
Toàn bộ các mẫu xe điện của hãng được áp dụng mốc giới hạn 3.000 km để chia làm hai gói thuê pin linh hoạt, cố định và bỏ phương thức tính theo số km vụ trội. Đối với mẫu VF5, trước đó được áp dụng gói thuê pin 1,6 triệu đồng trên một tháng, không giới hạn số km. Sau đó chuyển sang giới hạn 1.500 km trên một tháng. Thì nay hãng áp dụng cách tính mới. Dưới 3.000 km sẽ là gói linh hoạt có giá 1.600.000 đồng. Quá con số trên sẽ tự động chuyển sang gói cố định là 2.700.000 đồng. Tương tự, mẫu VF8 được áp dụng lần lượt là 2.900.000 đồng và 4.800.000 đồng. Còn VF9 là 4.500.000 đồng và 6.900.000 đồng. Hay như VF E34 được áp dụng phí thuê pin mới là 2.100.000 đồng và 3.500.000 đồng. Khách hàng đang sử dụng gói thuê pin theo chính sách cũ vẫn sẽ được giữ nguyên. Trước đó, mẫu VinFast VF6 ngay khi ra mắt là mẫu xe đầu tiên áp dụng hình thức thuê pin mới này với mức thuê lần lượt là 1.800.000 đồng và 3 triệu đồng. Nhìn chung với chính sách này thì VinFast đã giữ nguyên giá thuê pin cũ nhưng lại tăng quãng đường di chuyển lên để phù hợp với những người có nhu cầu đi lại nhiều dưới 100 km mỗi ngày theo mốc 3.000 km trên một tháng và không phải chịu áp lực khi tính số km phụ trội như trước nữa. Tính riêng chi phí năng lượng của mẫu VF5 Plus thì sẽ lần lượt là 916 đồng trên 1 km và 923 đồng trên 1 km, tương ứng với gói thuê pin giới hạn và không giới hạn quãng đường di chuyển ở mức 3.000 km. Trong khi đó, chi phí nhiên liệu của các mẫu xe cùng phân khúc đều đắt hơn gấp đôi khi dao động từ 1.721 đồng đến 1.836 đồng trên 1 km. Với VF5 Plus mua pin, chi phí năng lượng thậm chí chỉ còn 383 đồng trên 1 km, tương đương với tiền xăng của một chiếc xe máy. Tương tự, VF8 Eco có chi phí năng lượng chỉ khoảng 1.600 đồng trên 1 km thuê pin và 655 đồng trên 1 km mua pin, cũng gần như tương tự với gói thuê pin của khách hàng tiền phòng trước đó. Tuy nhiên, với chính sách thuê pin mới thì khách hàng sẽ không được mượn pin miễn phí như trước mà phải đặt cọc từ 15 cho đến 70 triệu đồng tùy dòng xe. Nhưng VinFast cũng đang áp dụng một chương trình ưu đãi đặc biệt về giá bán cho các mẫu xe máy điện và ô tô điện của hãng để giảm giá bán. Đó là ưu đãi 3% với xe ô tô điện, tặng thêm 1 năm thuê pin miễn phí và khuyến mãi đặc biệt đến 25% đối với xe máy điện, khiến chiếc VinFast Evo 200 đang có giá chỉ từ 13 triệu 500 ngàn đồng. Chương trình ưu đãi này nhằm tôn vinh và tri ân nhà giáo Việt Nam nhân ngày 20 tháng 11. Công ty VinFast và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Việt Nam BIDV đã phối hợp triển khai chương trình tri ân đặc biệt tới các thầy cô và cán bộ nhân viên công tác trong ngành giáo dục khi mua ô tô, xe máy điện từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Với khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng để mua xe ô tô điện và xe máy điện VinFast, thì BIDV sẽ triển khai chương trình tín dụng với mức vay lên đến 80% giá trị đối với ô tô, thời hạn vay 6 năm và 70% đối với xe máy, thời hạn vay 3 năm. Mức lãi suất cho vay được cam kết cố định 7,3% một năm trong 18 tháng đầu tiên và tối đa 8% một năm trong thời gian còn lại. Trường hợp lãi suất trên thị trường cao hơn mức 8% một năm, thì VinFast cam kết sẽ hỗ trợ chi trả phần chênh lệch cho khách hàng. Trường hợp lãi suất giảm xuống thấp hơn 8% một năm, thì khách hàng sẽ được hưởng theo lãi suất thực tế. Có thể thấy, đây là thời điểm vàng để sở hữu xe điện VinFast với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nhưng cuối cùng thì vấn đề là nên thuê pin hay mua pin xe điện VinFast. Theo chúng tôi, sau chính sách mới thì câu trả lời đã rõ ràng hơn. Đó là khách hàng nếu có nhu cầu sử dụng xe từ 3 đến 5 năm và nâng cấp sang mẫu xe khác thì có thể lựa chọn hình thức thuê pin. Nhưng nếu bạn muốn đầu tư lâu dài thì có thể mua đứt viên pin để có chi phí sử dụng chỉ ngang với một chiếc xe máy. Còn vấn đề về chế độ bảo hành thì có lẽ là điều không đáng phải bận tâm, khi VinFast nhấn mạnh trong hợp đồng sẽ bảo hành theo số năm và không giới hạn số km. Vì vậy, nếu bạn lựa chọn thuê pin đến theo số năm bảo hành thì tổng chi phí khi đó đã vượt qua giá trị của viên pin. Đặc biệt, nếu bạn để ý giá pin đi kèm của VinFast đang ngày một rẻ hơn, thì bộ pin của VinFast VF5 Plus có giá 80 triệu đồng, của VF6 là 90 triệu đồng, của VF E34 là 120 triệu đồng, của VF8 là 200 triệu đồng và của VF9 là gần 500 triệu đồng. Nhất là với hai mẫu VF5 và VF6 mới ra mắt, thì đây là lựa chọn đáng cân nhắc khi mua đứt viên pin khi mua xe mới, nhất là cho trường hợp sử dụng lâu dài về nhiều năm. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn về bài toán thuê hay mua pin xe điện. Xin vui lòng hãy để lại bình luận ở bên dưới và ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share, subscribe cũng như rung chuông để thông tin này hữu ích. Cảm ơn đã theo dõi của video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.